Bên cạnh công tác điều trị, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh việc xét nghiệm nhằm phân rõ các vùng nguy cơ trước ngày 30 tháng 9. Và để hỗ trợ thành phố, 4.000 chiến sĩ quân y từ Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam sẽ được điều động đến Thành phố Hồ Chí Minh. Các chiến sĩ quân y đều có trình độ y khoa và đã được tập huấn thêm kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ quân y sẽ về các phường xã để xét nghiệm cho người dân. Từ ngày 23 tháng 8 cho đến nay, đã có hơn 10.000 chiến sĩ quân y có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng y tế địa phương thực hiện các công việc như là vận hành trạm y tế lưu động, điều trị F0 tại nhà, xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân. 7,3 triệu người khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhận gói hỗ trợ đợt thứ 3, tức là hơn 80% so với dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người được nhận 1 triệu đồng, trên nguyên tắc là chi đúng, chi đủ, không phân biệt thường trú, tạm trú hay là lưu trú và không để ai trục lợi. Đây là thông tin vừa được lãnh đạo thành phố đưa ra. Hiện thì các địa phương đang gấp rút lên danh sách để chi trả cho người dân trong thời gian nhanh nhất. Trên cơ sở danh sách hai gói hỗ trợ đã triển khai, cán bộ phường cập nhật, bổ sung đối tượng khó khăn, kết hợp với tổ dân phố, cán bộ mặt trận, cảnh sát khu vực, trực tiếp đến từng hộ dân để rà soát thông tin, xác minh thực tế. Đã được xác tương gói đầy đủ rồi, nhưng mà để mà có cơ sở để đảm bảo mà không bỏ sót một trường hợp nào thì cũng phải làm lại bước nữa, nghĩa là danh sách sau khi đã cập nhật, phải sẽ quay ngược lại về tổ dân phố để mà rà soát thêm một lần nữa, sau đó mới chốt gửi về quận. Theo Ủy ban Nhân dân phường 12, vì mở rộng diện đối tượng nên số hồ sơ xem xét nhận gói an sinh đã tăng từ 2.800 hồ sơ của hai đợt trước lên tới hơn 15.000 người ở đợt thứ 3. Những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, chính quyền địa phương sẽ thông tin và nêu rõ lý do để người dân được biết. Tiêu chí đưa ra thì nó rộng hơn, nó gồm 4 nhóm đối tượng, người lao động khó khăn, rồi các thành viên phụ thuộc của người lao động, rồi kể cả những người lưu trú, những người bị mắc kẹt ở thành phố cũng được hỗ trợ. Tuy nhiên thì cái đối tượng không được hỗ trợ lần này là những người mà hưởng lương hưu, những người đang làm việc trong các doanh nghiệp mà có bảo hiểm xã hội hỗ trợ thì sẽ không được nhận cái gói hỗ trợ thứ ba này. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với cách tính theo hộ, khi giãn cách kéo dài thì nhận 1,5 triệu đồng sẽ không đủ chi tiêu với những hộ nhiều thành viên. Do vậy, thành phố chuyển hỗ trợ tính theo đầu người, dẫn đến tăng số người trong diện hỗ trợ của gói 3. Gói 1, gói 2, kể cả cái sự tham gia của mặt trận chúng ta chỉ có 6.000 tỷ. Nhưng mà gói 3 này một gói thôi là chúng ta đã gánh tới 7.300 tỷ. Nhưng mà quan trọng của gói 3 lần này đó là chúng ta không phân biệt là người thường trú, tạm trú hay vô trú. Thứ hai, một yêu cầu rất quan trọng là cũng không được phép là kể cả các cán bộ nhà nước hoặc là người dân lợi dụng cái chính sách này để trục lợi. Dự kiến chậm nhất đến ngày 24 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai chi trả gói hỗ trợ thứ ba, 1 triệu đồng một người.